dịch bệnh kéo dài. Những người thợ điện chưa một lúc ngơi nghỉ, lặng lẽ nối dài nguồn điện, gửi trao yêu thương. Tất cả đang chung sức để vượt khó trong đại dịch. Trong đợt dịch bệnh bùng phát lần thứ tư tại nước ta, các địa phương phía Nam trở thành điểm nóng. Những ổ dịch mới liên tục xuất hiện với diễn biến phức tạp, khó lường. Các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để từng bước khoanh vùng, dập dịch. Những tuyến đường nhộn nhịp ngày nào nay bỗng trở nên vắng lặng. Từng người dân giờ phải học và làm quen với cuộc sống chậm rãi. Đồng Tháp là địa phương tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhanh chóng thiết lập 21 chốt cố định và 18 tổ kiểm soát lưu động dọc theo đường biên. Riêng trên chiều dài gần 8 km đường biên giới thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự có đến 8 chốt trên bộ và 1 chốt trên sông. Mặc dù được sự quan tâm của cấp trên, điều kiện sinh hoạt nghỉ ngơi được đảm bảo, tuy nhiên, việc thiếu điện vẫn là nỗi lo. Chính vì vậy, công tác kéo điện lên các chốt là nhiệm vụ cấp bách. Trên cái tuyến tuần tra biên giới này thì có rất là nhiều chốt. Tuy nhiên là có hai cái chốt là chưa có điện, cho nên là điện lực đến để hỗ trợ kéo gắn đồng hồ điện, rồi kéo đường dây điện vô trong cái chốt để phục vụ ánh sáng cho tuyến đầu mình trong công tác phòng chống dịch. Các chốt kiểm soát của lực lượng biên phòng thường được đặt rải rác dọc theo chiều dài đường biên giới. Tuy nhiên, do một số nơi chưa có hệ thống lưới điện hạ thế, nên việc kéo điện lên các chốt không phải là điều dễ dàng. Chính vì vậy, ngành điện đã linh hoạt trong xử lý bằng cách lắp riêng máy biến áp trên trụ điện chính, qua đó giúp tất cả các chốt đều có nguồn điện đảm bảo. Điều này tạo sự phấn khởi và an tâm cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình công tác. Trong quá trình thực hiện thì cũng có rất nhiều đoàn và đơn vị đã quan tâm giúp đỡ, đặc biệt là về vấn đề điện nước. Hôm nay là có nguồn điện để hỗ trợ anh em, thế là anh em cảm thấy rất là an tâm. Nhanh chóng đảm bảo cung cấp điện cho các chốt kiểm soát khu vực biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Công ty Điện lực miền Nam EVN-SPC triển khai đến các công ty điện lực thành viên. Theo thống kê, hiện trên địa bàn 21 tỉnh thành khu vực phía Nam do EVN-SPC quản lý có trên 1.200 trạm kiểm soát nằm dọc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Theo đó, với những nơi đã có công tơ riêng, thì ngành điện phải đảm bảo công tác cung cấp điện liên tục, ổn định, đồng thời lập phương án dự phòng trong trường hợp sự cố mất điện đột xuất từ lưới điện quốc gia. Riêng đối với những nơi chưa có lưới điện quốc gia thì có thể cấp điện qua nhiều hình thức thay thế như máy phát điện công suất nhỏ khoảng 2 đến 3 kW, bình ắc quy tích điện hay đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Chi phí cho mỗi suất đầu tư dao động khoảng 10 triệu đồng. Thì được các bên điện lực hỗ trợ, giúp đỡ thì anh em đã có điều kiện hơn trong cái việc sinh hoạt của mình, cũng như là có được cái ánh sáng để tiện trong cái việc quản lý và bảo vệ biên giới. Với nhiệm vụ quản lý và cấp điện cho 21 tỉnh thành phía Nam, trọng trách của Tổng Công ty Điện lực miền Nam EVN-SPC trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này càng nặng nề hơn. Mỗi ngày, khối lượng công việc mà công nhân ngành điện đảm nhiệm gấp đôi, gấp ba so với bình thường, bởi các anh vừa phải chia ca kiếp trực phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo nguồn điện xuyên suốt phục vụ cho sinh hoạt của người dân. Hình ảnh cán bộ điện lực không ngại khó khăn, nhanh chóng khắc phục sự cố khi có yêu cầu đã để lại những ấn tượng đẹp cho bà con. Cô lo lắm, cô sợ, sợ nó dông bão rồi nó sập ngã xuống đó. Giờ mấy chú lại cắt vậy thì tốt, cô mừng lắm. Mưa bão, dịch bệnh cùng lúc ập đến, các địa phương tại khu vực phía Nam đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Hầu hết các cơ sở sản xuất phải dừng hoạt động hoặc chỉ sản xuất cầm chừng, khiến sản lượng điện tiêu thụ giảm sâu. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, trung bình mỗi ngày trong 2 tuần đầu tháng 9 năm 2021, mức công suất đỉnh của toàn miền Nam là gần 12.200 MW,
sản lượng toàn hệ thống điện miền Nam là 243 triệu kWh một ngày. Con số này thấp hơn 29% so với trước khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội từ giữa tháng 7, đồng thời cũng thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm 2020. Trước những khó khăn chung của người dân và doanh nghiệp, Tổng Công ty Điện lực miền Nam EVN-SPC khẩn trương thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng trên địa bàn các tỉnh thành phía Nam, không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh. Đối với người dân, đây là một chính sách nhân văn thể hiện sự chia sẻ và chung sức của ngành điện để tất cả cùng nhau vượt khó. Như tại khách sạn này, nếu như trước đây cứ vào mỗi dịp hè, nơi đây chật kín khách lưu trú, thì nay chỉ lèo tèo vài người thuê trọ. Khách thưa, doanh thu giảm, chi phí hoạt động trở thành gánh nặng. Khi nghe thông tin về việc được giảm 30% tiền điện mỗi tháng, ông Hưng cảm thấy rất phấn khởi. Tất cả chi phí đều phải giữ nguyên mà chỉ có doanh thu là sụt giảm thôi. Rất cảm ơn sự đồng hành của ngành điện để làm cho doanh nghiệp có thể trụ được qua mùa dịch. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, EVN-SPC đã đồng hành và chia sẻ cùng những khó khăn của khách hàng sử dụng điện. Năm 2020, đơn vị đã giảm tiền điện 2 đợt cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam với tổng số tiền là trên 4.366 tỷ đồng. Đến năm 2021, EVN-SPC tiếp tục thực hiện thêm 3 đợt giảm giá tiền điện cho khách hàng. Trong đợt thứ 3 và thứ 4, EVN-SPC đã giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng với tổng số tiền trên 478 tỷ đồng. Riêng trong đợt thứ 5, đơn vị dự kiến sẽ giảm giá điện, giảm tiền điện theo nghị quyết số 97 ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ với tổng số tiền là khoảng 67 tỷ đồng. Những khoản hỗ trợ này dù ít dù nhiều cũng giúp bà con vơi đi nỗi lo giữa mùa dịch bệnh. Chính sách giảm giá điện của ngành điện đối với cơ sở doanh nghiệp và trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thì chúng tôi thấy đây là một cái chia sẻ rất lớn của ngành điện đối với doanh nghiệp. Thì đây là tạo điều kiện, tạo động lực cho chúng tôi duy trì được cái hoạt động của mình trong thời gian tới. Trong thời gian các địa phương tại khu vực phía Nam thực hiện giãn cách xã hội, EVN-SPC tiếp tục đẩy mạnh việc thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt. Đây được xem là giải pháp tốt nhất cho khách hàng nhằm hạn chế tiếp xúc trong cộng đồng. Nếu như trước đây người dân phải trực tiếp đến ngành điện để thực hiện các giao dịch thì nay đã khác. Với dịch vụ trực tuyến cấp độ 4, mọi công việc đều có thể thực hiện dễ dàng dựa trên nền tảng số. Đã giảm thiểu được tối đa những cái phiền hà cho cái người dân. Giả sử ban đêm tôi về nhà, tôi nằm trong nhà, tôi cũng có thể tôi chuyển tiền tôi trả cho các anh được. Đúng không? Hoặc một cái giờ nghỉ nào đó buổi trưa mà tôi không có cái thời gian để tôi ra ngoài ngân hàng hay tôi đi đóng tiền điện chẳng hạn. Tôi ngồi, tôi bấm trên máy tôi cũng có thể là tôi thanh toán được. Đây là một cái tiện ích rất tốt. Như vậy là bất kể lúc nào và ở đâu, doanh nghiệp và khách hàng sử dụng điện đều có thể thực hiện giao dịch chỉ với một chiếc máy tính bảng hay điện thoại thông minh. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, công sức, từ đó mang lại sự hài lòng cho khách hàng, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho khách hàng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trước kia thì mình phải đi lên mình chờ đợi để mình tới phiên mình mới thanh toán được. Còn này thì bây giờ thì nó nhanh hơn, gọn hơn. Mình ngồi ở nhà mình tự thao tác thì sẽ trực tuyến luôn, thì tiền nó sẽ đóng xong thì ngân hàng nó gửi cái tin nhắn gì cho mình lại, mình an tâm hơn nhiều. Ngày càng nhiều khách hàng sử dụng việc thanh toán không dùng tiền mặt. Như tại Công ty Điện lực Kiên Giang, hiện có trên 80% số khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt bằng hình thức như thanh toán qua ngân hàng và tổ chức trung gian, thanh toán trực tuyến qua hệ thống ngân hàng điện tử Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử. Riêng trong nửa đầu năm nay, Công ty Điện lực Kiên Giang tiếp nhận và xử lý trên 64.000 yêu cầu giải quyết thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Trung tâm Chăm sóc Khách hàng đạt 99,77%. Trên 253.000 khách hàng liên hệ qua email, Zalo. Thao tác thì nói chung thì nhìn các thao tác thì nó cũng rất tiện lợi cho bà con chúng ta. Thì sau khi thao tác hoàn thành thì cũng được gửi tin nhắn về cái số điện thoại của tôi. Thì trong vòng khoảng 5 ngày thì tôi sẽ được gắn cái điện kế mới để tiện cái sinh hoạt. Nắm bắt xu hướng công nghệ, áp dụng có hiệu quả những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực hoạt động, từ chỉ đạo, điều hành đến xử lý công việc. Đó là những điều mà EVN-SPC đang triển khai. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay, công nghệ số đang phát huy hiệu quả.
Tại phòng hành chính của công ty điện lực Kiên Giang, tất cả công việc đều được thao tác trên máy tính. Từ xử lý công văn, hồ sơ thủ tục đều được số hóa dưới dạng PDF rồi chuyển vào hệ thống văn phòng điện tử. Quy trình diễn ra nhanh gọn, không bị giới hạn về không gian, vị trí địa lý và có tính bảo mật cao. Ngoài giảm thiểu số lượng thủ tục, tránh tiếp xúc trong nội bộ đơn vị cũng như bên ngoài, EVN SBC còn áp dụng phần mềm hệ thống thông tin quản lý khách hàng, hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa. Với các ứng dụng này, tất cả thao tác đo đếm chỉ số điện cho khách hàng đều được thực hiện trên không gian mạng. Điều này vừa tạo sự minh bạch, vừa tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như nhân viên ngành điện. Trong những năm tới thì công ty đối với công ty thì tiếp tục là phát triển cái công nghệ 4.0 như là bắt kịp như là đối với SBC thì những cái phần mềm thì công ty sẽ áp dụng như là đăng ký thêm những cái phần mềm khác để đáp ứng cái nhu cầu công việc của công ty. Bên cạnh nhiệm vụ vừa đảm bảo cung cấp điện, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, EVN SBC luôn thể hiện trách nhiệm đối với xã hội. EVN SBC đã triển khai chương trình ủng hộ và tài trợ kinh phí để các tỉnh thành phía Nam đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống, điều trị, hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân COVID-19. Đây cũng là việc làm thiết thực nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, EVN SBC đã vận dụng mọi nguồn lực, trích hỗ trợ 11 tỉnh, thành phố với tổng số tiền 33 tỷ đồng, tương ứng mức hỗ trợ 3 tỷ đồng mỗi địa phương. Rất là mong rằng chúng ta hãy tuân thủ đúng các cái quy định về phòng chống dịch để chúng ta giữ vững được cái vùng xanh và từng bước là sẽ xanh hóa các cái vùng màu vàng, màu cam, màu đỏ còn lại để chúng ta sớm trở lại cái cuộc sống bình thường mới. Và cũng mong rằng khách hàng của chúng tôi, người dân nói chung và cũng như các cơ quan ban ngành tỉnh sẽ thực hiện được cái phương án phòng chống dịch hiệu quả nhất và an toàn nhất, và chúng ta luôn được bình an ở trong mọi cái tình huống. Trước những nghĩa cử cao đẹp của Tổng Công ty Điện lực miền Nam EVN SPC, lãnh đạo địa phương đã ghi nhận và đánh giá rất cao các hoạt động hỗ trợ của ngành điện đối với công tác phòng chống dịch bệnh. Riêng tại Bến Tre, với nguồn kinh phí 3 tỷ đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuyển về Bệnh viện Dã chiến số 2 để mua sắm trang thiết bị y tế, đặc biệt là đầu tư hệ thống máy thở, oxy, phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại đây. Qua những việc làm rất là thiết thực, cụ thể của ngành điện, cũng như là Tổng Công ty Điện lực miền Nam, cũng như là Công ty Điện lực Bến Tre, thì đã góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch của địa bàn tỉnh Bến Tre. Trước đó, EVN SBC và các công ty điện lực thành viên đã tham gia ủng hộ hàng tỷ đồng cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh thành phía Nam. Trong đó, đóng góp tài trợ hệ thống thiết bị y tế trị giá 2 tỷ 500 triệu đồng cho Bệnh viện Hồi sức COVID-19 và Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Tài trợ Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Bạch Mai Thành phố Hồ Chí Minh 50 bộ máy tính, 50 bộ máy in phục vụ cho công tác quản lý, điều trị. Tặng Bệnh viện Chợ Rẫy hơn 1.700 khẩu trang 3M1870 và 500 bộ đồ bảo hộ y tế cấp 4 với tổng trị giá 150 triệu đồng. Những việc làm ý nghĩa và thiết thực đó không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn gửi gắm tấm lòng, một phần công sức của người thợ điện miền Nam để cùng đồng hành, chia sẻ với các lực lượng nơi tuyến đầu. Tất cả đang chung sức đồng lòng cố gắng cùng nhau vượt khó, từng bước đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.